À, chúng ta hôm nay chúng ta mà phải sẽ chọn cái chủ đề một, tức là chúng ta sẽ mà học cái cách mà cần phải quản lý những chương trình cho chưa cần quản lý những cái ô dữ liệu ở trên cái lưới ô vuông trên màn hình. Tức là khi nào, khi mà chúng ta cần làm những trò chơi, những cái phần mềm mà cần phải kiểm soát từng vị trí một ở trên màn hình ấy, thì chúng ta đưa nó vào một cái lưới ô vuông mà chúng ta kiểm soát từng cái ô vuông trên màn hình. Thì khi đó chúng ta cần cái bài này, rất nhiều bài toán như thế này. Cái bài bài toán như là cho các quả bóng di chuyển trên lưới ô vuông này, hay là cái chính là cái bài thi chung kết năm ngoái đấy, cho các chữ rơi rơi xuống này, và chúng ta kiểm soát các chữ rơi xuống trong cái lưới ô vuông đó. Thì khi đó là những cái bài, rất nhiều bài như vậy, nó liên quan đến cái việc chúng ta phải kiểm soát, chúng ta phải phải kiểm soát cái dữ liệu, cái trạng thái của từng cái nhân vật, từng cái quả bóng một, từng nhân vật trên cái ô lưới ở trên màn hình nhé. Thì cái bài này như sau này, thì trước tiên chúng Thật lòng mình nhìn đai xưa nhẹ nhàng đừng gọi là khó chứ, thật lòng mừng gần việc thì đi đường đi đường. trước tiên chúng ta phải đơn thầy cần vẽ lưới đấy. Chúng ta sẽ vẽ một lưới n như n tổng quát, n là tổng quát nhé, n như n. Lưới nó nằm ở giữa mình, nó vuông như này này, nó vuông như này này, đó, vuông như này nhé, đó. Và chúng ta sẽ, trước mắt chúng ta vẽ cái lưới đã. Vẽ cái lưới xong rồi thì chúng ta sẽ học cách chúng ta kiểm soát cái ô lưới như sau. Thế bây giờ làm sao thế thầy? Bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái mà tạo ra một nhân vật dùng để vẽ thôi, tạo ra một nhân vật mới, để tạo mới đây. Thầy vẽ luôn cho mình, thầy tạo mới một nhân vật, thầy vẽ cái vòng vòng tròn bé bé này để mô tả cái đó nhé. Đây, để mô tả cái vẽ cái vòng tròn bé bé này đây. Đấy, cái coi như là đây là cái bút đây, bút đây, đúng rồi, bút đây. Không cần gọi con bé này thôi, đó, đây nhá, cái bút này. Thầy sẽ đưa nó về. Không di chuyển được, bé quá mà. Thực ra cũng không quan trọng lắm. Bé quá, ôi rồi. Thế thì phòng to lên này. Rồi. Như thế dễ di chuyển nó về đây, nó vào giữa tâm tâm của. Rồi, đây là cái bút nha. Là cái bút. Và bây giờ thầy sẽ trước mắt thầy vẽ cái lưới đây. Thầy nhớ lại cái bài đầu tiên, chúng ta vẽ lưới thật nhanh, xong chúng ta sẽ học cách chúng ta quản lý các dữ liệu trên trên cái lưới đó. Thì cái nhân vật này này đóng vai trò là cái bút nhé, đặt tên là pen. Thì pen là sẽ là cái nhân vật để mà vẽ. Rồi, thế bây giờ đầu vào sẽ nhập dữ liệu đầu vào từ 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 sân khấu đi. Thầy tạo cái biến nhớ, thế bây giờ để vẽ tổng cái lưới thầy sẽ tạo cái biến nhớ tên là n. N sẽ nhập từ bàn phím vào một số bất kỳ. Một cái lưới mà chúng ta kiểm soát là lưới lưới tổng quát nhé, tổng quát n. Thế bây giờ lưới này sẽ là n nhân n, và thầy sẽ kiểm soát được, tính được cái độ dài của lưới, độ dài của lưới. Thì cái lưới này là lưới vuông cho nên là nó chiều cao của nó, chiều cao của lưới này này chính là bằng chiều cao của cái chiều cao của cái sân khấu. Cho nên là mỗi một cái ô lưới đó có cạnh của nó sẽ bằng là chiều cao của lưới, ô lưới là 360 chia cho n. Mình sẽ tạo ra một cái dữ liệu thứ hai, bên như thứ hai là tên là d. D chính là cái chiều dài của một cái ô lưới. Được chưa? Rồi thì làm như sau này. Sân khấu nhé. Bây giờ thầy là lập trình đầu tiên là từ sân khấu chúng ta nhập số n, sau đó chúng ta vẽ lưới. Vẽ xong lưới rồi thì chúng ta sẽ vẽ lấy xong thì chúng ta sẽ bắt đầu Súc xử lý cái lưới đó nhá. lại trên ông khuê coi à, đưa về nhà. Rồi, đây này, đây là sân khấu nhé, bắt đầu sân khấu này. Đây thì chúng ta sẽ nhập vào từ bàn phím số n, yêu cầu nhập cái kích thước lưới nhé, nhập này tổng quát luôn nhé, báo chúng ta là nhập tổng quát đấy.
nhập kích thước lưới, kích thước lưới nhé. Và chúng ta nhập vào cái biến là biến n, biến n đây là, đây là từ đầu đấy nhé, n đây này, nhập vào cái biến là đây, đây đây, được chưa? Tại vì mấy không biết bảnh, nó chỉ nó chơi mấy người kia mà. Bảnh bảo hơn các em về đi, nó mẹ mấy thằng này bố. Thì các bạn quá tổng bộ mic thầy ơi. Thầy quá tổng bộ mic đi thầy ạ. Ờ thầy đi tất cả. Khóa vĩnh viễn đi. Kịp sau. Thầy tắt tất cả lớp này. Rồi tất cả lớp rồi đấy nhá. Các bạn lắng nghe thầy nhá. Thì n sẽ là cái số tổng quát. Thầy có thể nhập bất kỳ. N có thể là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tùy ý. Sau đó thầy sẽ tính được cái độ dài của một cái ô lưới. Nhắc lại này, cái độ dài của ô lưới thì đặt là D. Và nó tính được qua N. Đây, thì đặt D. D là cái độ dài của ô lưới đây. Độ dài của ô lưới đây. Nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng là 360 chia cho N. Vì N là cái kích thước của lưới. Nhé. Thì bây giờ thầy sẽ làm như sau, nó chỉ bằng gì? Nó chỉ bằng là 360 chia cho n. Đây, 360 chia cho n. Chia cho n. Đó. Và chúng ta sẽ vẽ cái liếu của vuông nó sẽ như thế này này. Nó sẽ như thế này nhá. Đấy. Nó sẽ như thế. Và thầy sẽ từ cái sân khấu này thầy sẽ gửi một thông điệp cho nhân vật pen này là nhân vật vẽ. Rồi bên thầy sẽ gửi một thông điệp như sau. Gửi thông điệp là đây là vẽ lưới nhé. Thông điệp là vẽ lưới. Được rồi. Đây nhé, vẽ lưới. Vẽ lưới nhé. Đó. Thế đây là cái đoạn chương trình chính, của sân khấu là cái nơi mà ta thiết lập cái độ dài cái kích thước N của lưới và cái độ dài D. Sau đó ta chuyển sang cái pen. Đây là pen nhé. Thì pen thì khi mà bắt đầu vào chương trình ấy, khi vào đây là bắt đầu vào cái chương trình này này. Thì ta để pen là ta để cho nó ẩn đi. Ta để cho nó ẩn đi. Ví dụ như này nhé, ta để cho nó ẩn đi. Ẩn đi. Và chúng ta sẽ gọi một số lệnh ban đầu của cái việc vẽ. Ta đưa cái pen này vào nhé. Cái gì ta đầu tiên nó là erase all này. Nhé, tức là vẽ xóa toàn bộ lên này. Rồi là pen up này. Pen up lên này. Thế đặt cái chế độ cho nó bút vẽ này. À, cái màu vẽ của cái lưới này. Đặt nhé. Là cái màu này nhé. Tập kích thước của bút là như thế này. Đó, thì đây là cái đoạn chương trình ban đầu cho cái bút vẽ. Và biểu cụ thể vẽ là như nào ở đây. Thì khi mình nhận thông điệp là vẽ lưới thì bắt đầu vẽ. Được chưa? Thì chúng ta nhớ lại nhé. Thì đây cái này, thì cái pen này nó sẽ bắt đầu vẽ từ góc dưới này. Góc dưới này là cái vị trí này này là vị trí. Lưới của chúng ta nó sẽ kích thước là nó sẽ có cái một cái hình vuông có mỗi chiều là 360 và nó là n nhân n, n nhân n cái ô vuông nhé. Mỗi ô vuông như vậy là có kích thước là d, là d nhân d, là d d bằng 360 chia cho n. Đấy, thì bắt đầu vẽ nhé. Thì khi bắt đầu vẽ thì đưa cái bút vẽ nó về góc phía dưới này là như sau. Thì chúng ta để là ta để cho nó đầu tiên nó quanh sang bên phải nhé. Thì chúng ta nhớ lại cái bài vẽ mà cái đây đã làm từ hồi rất lâu rồi là như này nhé. Đây là đầu tiên chúng ta cho cái nhân vật mà pen đó gâu đến góc phía dưới và ta vẽ từ dưới lên trên đi. Nó sẽ là cái điểm bắt đầu vẽ phía dưới này nó là -180 và đây là -180. -180 nhé. Không chỗ này này. Đấy. Và bắt đầu vẽ nó vẽ liên tục. Vẽ liên tục cái n cái vòng tròn, n cái n cái hình vuông
chúng ta bơm nhanh, chúng ta đưa nó vào một cái thủ tục. Đây, chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ ta tạo một thủ tục như này nhé. Đây, vẽ lưới. Vẽ lưới. Được chưa? Chúng ta đặt chế độ là như này, là vẽ nhanh. Đấy. Thì sau đó ta hiểu này. Cái này, cái phần này chỉ là vẽ lưới đây này. Đấy, lưới nhé. Thì mình sẽ để vào đây. Bắt đầu vẽ lưới này. Câu tu đến âm 180 và chúng ta bắt đầu hạ bút. Cái vẽ lưới này, vẽ lưới nó sẽ phụ thuộc vào hai, vào N và D nhé. Chúng ta lập hai vòng lập bên ngoài là N, được chưa? Vòng lập bên trong cũng là N, hai vòng lập bên ngoài đây, bên trong cũng là N. Bởi chúng ta phải vẽ N, nhìn N vào cái hình vuông mà. Đây, vòng trong bên trong cũng là N, được chưa? Rồi, thì ở đây là chúng ta bắt đầu từ đây này, chúng ta sẽ vẽ như sau này. Vòng lập bên trong là vẽ N cái hình vuông từ trái sang phải. Đó, thì chúng ta sẽ ở bên trong, chúng ta sẽ lập như sau. Sẽ lập là 4 lần. 4 lần, đây là chính cái bên trong này. Là cái repeat 4 này là chính là vẽ một hình vuông đấy. Bắt đầu từ vị trí này. Và đi 4 lần, mỗi lần là đông bước phía trước là D, D khoảng cách là D. Nhưng mà chúng ta đã vẽ được cái hình vuông. Chúng ta vẽ được cái hình vuông của cạnh là D. Chúng ta nhìn lại là D là cái đấy nhé. D là đây. Đó. Sau đó chúng ta sẽ xoay trái 90 độ. Thì đó chính là cái đoạn này này. 90 độ. Thì cái này chính là vẽ hình vuông đây. Vẽ hình vuông nhá. Đó. Vẽ xong hình vuông thì nó tiến lên phía trước. Tiến lên phía trước là D bước, xong lại vẽ tiếp hình vuông nữa. Thì đây chúng ta sẽ múc về phía trước là D bước. Là D bước thì nó sẽ vẽ tiếp một hình vuông nữa. Thì vẽ tiếp vào cái đoạn này này, vào cái chỗ này này. Cái chỗ này là cái chỗ mà là vừa vẽ xong N hình vuông. N hình vuông nhá. N hình vuông. Sau đó chúng ta quay vào ngoài này thì chúng ta sẽ phải thì khi mà xong này rồi thì con trỏ cái bút được nó sẽ ở phía cuối này. Chúng ta sẽ phải lùi về đầu. Chúng ta sẽ phải có cái lệnh tiếp theo ở đây, đó là gì? Đó là múc trừ 360 về đầu. Sau chúng ta nâng bút lên, nâng lên phía trên là D. Chúng ta dùng cái lệnh là chuyên y đây nhé, chuyên y bài D. Cái này thầy làm rồi, cái bài đầu tiên đấy. Chúng ta nhớ lại cái bài đầu tiên là nó như vậy nhé. Ở đây hai, thì đây chính là cái chương trình là vẽ cái lưới thật nhanh, và khi làm xong rồi thì nó sẽ pen up lên. Bây giờ thử xem có đúng nó đúng nhá. Con mèo tôi để tặng bạn, để con mèo đây nhé. Bắt đầu chạy thử này. Cái này là 8 nhá. Nó vẽ đây. Nó vẽ được đúng cái lưới này là 8x8 như vậy. Thấy không? Rất là nhanh nhé. Bây giờ thầy cho vẽ lại, cho nó là 10 chẳng hạn thì nó vẽ được chính xác là 10. Thầy cho nó độ N thì cho nó là 12 thì nó làm 12. Thầy cho N nó là 15 thì nó làm 15. Cho N nó là 20 chẳng hạn, nó là 20. Đấy, rất nhanh. Thì đây chính là cái thủ tục mà chúng ta nhớ lại, chúng ta vẽ này sẽ đơn giản, vẽ lưới như này. Mà nhớ chúng ta đặt chế độ là vẽ nhanh. Đặt chế độ là lệnh này như là run with the screen refresh, là cái lệnh là đặt chế độ vẽ nhanh. Rất đơn giản thôi nhé. Đó, thì cái đây là cái nhiệm vụ của bút là dừng. Là dừng mà khi vẽ xong thì bắt đầu chương trình của chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ cho một cái lệnh cho nó bắt đầu chương trình đi. Chúng ta khi mà vẽ xong, vẽ lưới vẽ xong thì nó gửi một thông điệp cho toàn thể. Thông điệp là start chẳng hạn. Thông điệp có tên là start. Bắt đầu trình chính của chúng ta. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ chương trình chính này. Thì chương trình chính ở đây tôi muốn nói, trước khi chúng ta đi vào bất cứ một trò chơi nào hay là cái phần mềm nào thì chúng ta phải học cách. Bài hôm nay là bài chúng ta học cách đặt kiểm soát từng cái ô một như này. Từng cái ô một mình sẽ đặt lại nó là ấy nhé. Đặt lại là
nó là 8 nó nhìn rất là dễ nhìn nhé. Đấy, 8 phần rất là rõ. Thì bấm cái ô này này. Cái ô này này. Đó. Cần phải kiểm soát. Cần phải kiểm soát dữ liệu trên từng cái ô một. Thì làm thế nào bây giờ? Đấy thì bài hôm nay chính là cái bài đó. Thì thầy làm như sau nhé. Chúng ta sẽ phải tạo ra rất nhiều các cái biến nhớ. Và các cái dãy số. Các cái dãy, các cái list. Để chúng ta kiểm soát. Con mèo tạm thời đây đã, chúng ta sẽ sử dụng con mèo sau nhé, ngay ngay bây giờ. Còn bây giờ chúng ta sẽ thầy cùng các bạn chúng ta sẽ lên kế hoạch, chúng ta sẽ kiểm soát làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được từng ô một. Cái lưới này có là n nhân n ô, tức là n bình phương, như là với n bằng 8 thì chúng ta có 64 ô, n bằng 7 thì ta có 49 ô, n bằng 9 thì có 81 ô, n bằng 10 thì có 100 ô. Chúng ta được kiểm soát được 100 cái ô đó. Đó, thì cái bài toán chúng ta cần kiểm soát như vậy nhé. Rồi thì như vậy thầy sẽ kiểm soát như sau. Chúng ta sẽ đánh số các ô này từ dưới lên, từ dưới lên và từ trái sang phải. Có hai cái đánh số, một là từ dưới lên là từ trái sang phải, hai là từ trên xuống trái sang phải. Có hai cách, cái nào cũng được, hai cách làm mà gần tương tự nhau, nhưng mà chú ý cái bộ dữ liệu là nó sẽ khác nhau. Nhưng mà cách làm khác biệt nhau. Thì bây giờ chúng ta hôm nay chúng ta làm thử cái bài là chúng ta sẽ đánh số các ô từ dưới lên trên và từ trái sang phải. Nhưng mà đây ô này sẽ ô 1 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Như vậy, tới đây. Nha, đây cái ô này là ô 64. Đó. Bây giờ ta để gắn lên cho dễ hơn nhé. N bằng 2 nhé. Thì đây sẽ là ô 1 này, 2 này, 3, 4. Được chưa? 1, 2, 3, 4. Đánh số là từ trái sang phải, từ dưới lên. Đây chính là ô 1 đây, ô 2 đây. Sau là ô 3 về đây, 4 về đây. Nhá. Giả sử thầy đặt n bằng 3 chẳng hạn. N bằng 3 này sẽ như sau là ô 1 này, ô 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sẽ là 9 ô. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm soát này. Thì như vậy chúng ta sẽ làm như sau. Thì các bạn chúng ta cùng chú ý rất quan trọng, cái này rất quan trọng nhất. Cái này là phần thầy làm một lần mà chúng ta nhớ. Bài này chúng ta lưu lại dữ liệu, chúng ta sẽ nhớ cho các bạn tập khác. Và hôm nay thầy sẽ demo cho các bạn một số các trò chơi đơn giản trên ngay cái lưới này nhé. Trên ngay cái lưới này. Đây, chiếc đầu tiên ấy là thầy làm như sau. Các cái ô lưới đó thầy làm như sau. Thầy sẽ tạo ra một cái dãy rất quan trọng. Cái dãy này dùng để lưu trữ dữ liệu của từng cái ô lưới đó. Cái dữ liệu này nó sẽ gồm là n bình phương phần tử. Đây, thầy đặt tên nó là x y list, đặt tên là như vậy. Thì x y list là cái gì? Là cái dãy dùng để lưu trữ dữ liệu của n bình phương cái ô trên lưới. Cái ô này, cái dãy này của n bình phương phần tử, thì cái ô số 1 chính là ô này, ô số 2 là cái này. Ô cái ô này mà cái dãy này bằng 0 ấy, chứ là ô này là rộng, mà là khác 0 thì ô này là không rộng. Còn khác 0 nó chứa cái gì thì chúng ta sẽ học sau, chúng ta sẽ tìm hiểu sau từng chương trình một, trò chơi một nó sẽ khác nhau, được chưa? Rồi thế thầy, bây giờ thầy sẽ như vậy, chúng ta nhớ lại nhé, x y z list là cái gì? Là cái dãy gồm có n bình phương phần tử để mô tả n bình phương cái ô ở trên lưới. Cái giá trị này là bằng 0 nếu cái ô đó là rộng, mà khác 0 nếu ô đó là không rộng. Còn cụ thể khác 0 là như nào thì chúng ta sẽ mô tả tỉ mỉ một lát nữa. Bây giờ chúng ta cứ mô tả tổng thể cái bộ hình, cái bộ dữ liệu đã nhé. Như vậy x y list là cái dãy dữ liệu mô tả dữ liệu lưới. Đấy, chúng ta nhìn cho bọn mày đấy. Để làm tiếp tục chúng ta sẽ cần thêm hai dãy nữa để mô tả cái tọa độ tâm của các ô lưới này theo chiều trục x và theo chiều y từ dưới lên này và x từ trái sang phải. Mô tả cái tọa độ tâm vì sao cần như vậy? Vì là chúng mang lên đã, chúng ta sẽ mô tả con mèo sẽ nhảy vào cái ô này thì mèo sẽ nhảy vào cái tâm của cái ô này. Cho rất cần cái tọa độ tâm của các cái ô này. Đấy. Cả theo chiều x, chiều y. Thì theo chiều x chúng ta đặt tên là x list. Như vậy x list là mô tả là các cái tọa độ của các cái tâm của các cái ô lưới theo chiều từ trái sang phải.
Nhưng mà xlit là cái dãy gồm có n phần tử ứng với tọa độ tâm theo chiều x. Và cái dãy thứ hai là ellipse là mô tả cái dãy các cái tọa độ tâm theo trục y từ dưới lên trên, dưới lên trên. Như vậy là xlit là có n phần tử, ellipse cũng n phần tử, là tọa độ tâm theo trục x trục y của cái ô lưới này. Còn x ellipse là cái dãy n bình phương phân tử mô tả lại dữ liệu của từng ô lưới nha. Các bạn thấy cái này phần này là rất quan trọng rồi. Thì mình thấy cái mô tả tiếp này rất quan trọng này. Bây giờ để mô tả các cái vị trí của những cái ô lưới này, ta cần mô tả. Chúng ta cần gì? Chúng ta cần mô tả là một là cái tọa độ chính thức của nó tại cái tâm này. Hai, chúng ta cần cái chỉ số của nó tính theo trục, tính theo x, tính theo y nhé. Và cái thứ ba, chúng ta tính cái mô tả cái vị trí của cái ô này, cái số từ ô này theo thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và chúng ta lưu ở đây. Rồi chúng ta lại nhé. Cái sự mô tả này đầu tiên là cái biến thể đặt tên là p post, thì để biết thế cho nên tổng quát. Như vậy p post là một cái biến tổng thể, thường là mô tả cái vị trí thứ tự của ô trên cái lưới tính từ 1 đến n bình phương. Như là p post bằng 1 chính là ô này, p post bằng 3, 1, 2, 3 chính là ô này, p post bằng 4 chính là cái ô này, mô tả cái số tự của ô trên lưới nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có hai cái biến nhớ là x post là cái tọa độ của tâm của cái ô, của cái vị trí đó ở trên lưới theo chiều x, và y post rất quan trọng, y post là cái tọa độ của cái điểm đó, của cái ô lưới đó đối với trên trục y nhé. Đó là hai cái tham số quan trọng này. Tham số nữa là x index là cái chỉ số của cái ô đó theo chiều x, chỉ số của theo chiều x. Nên như đây là chỉ số là 1 này, 2 này, 3 này, 1, 2, 3. Y sẽ ngược lại, chỉ là y lại là y index là cái chỉ số theo chiều y. Đây là 1, 2, 3 này, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Được chưa? Đó. Như vậy chúng ta vừa thiết lập một cái các cái bộ dữ liệu chính của dùng để mô tả một cái ô lưới n như sau. Mình nhắc lại nhé, về dãy gồm có là cái dãy là xlit, ellipse là mô tả cụ thể cái tâm, tọa độ tâm của các cái ô lưới này theo trục x, theo trục y. Xlit là cái dãy n phần tử mô tả cái vị trí, mô tả cái dữ liệu trên từng ô một đến số thứ một n bình phương. Đó. Nếu dữ liệu đều bằng không thì nó là ô rỗng, dữ liệu khác không thì nó là ô không rỗng. Bây giờ để mô tả cái này chúng ta cần gì? Về mặt cái bộ dữ liệu mô tả từng ô một ở cái dãy từ cái là cái ô lưới từ một đến bình phương, chúng ta có cái biến nhớ là gì? Biến nhớ là p post rất quan trọng, là cái số thứ tự của cái ô lưới đó từ một đến bình phương. Về mô tả cái tọa độ của cái điểm trên lưới thì ta có cái biến nhớ là x post và y post rất quan trọng, x post đây và y post. Về mô tả cái chỉ số 1, 2, 3, chỉ số chữ x, chúng ta có là index và y index, được chưa? Và bây giờ ở chúng ta ở đây chúng ta sẽ mô tả đây sẽ mô tả của các bạn có hai cái thủ tục rất quan trọng dùng để mô tả cái lưới này ở trên màn hình. Mô tả quan hệ giữa gì? Cho trước cái p post cần phải tính x index, y index, x post, y post nhé. Và ngược lại, cho trước là x index và y index có thể tính được p post. Tiếp theo, cho trước hai tọa độ x y, chúng ta có thể tính được x index, y index, x post, y post và p post. Đấy. Dù đã đưa thầy cho bài tập như sau, chúng ta nhảy chuột bất kỳ lấy cái ô này thì mèo sẽ nhảy vào đây, kêu mèo mèo. Chúng ta nhảy vào đây, mèo nhảy vào đây, kêu mèo. Chúng ta có thể bấm vào đây này, có thể bấm vào đây, nhưng mèo luôn nhảy vào tâm của cái ô này, được chưa? Đó là bài đầu tiên chúng ta làm. Thì muốn vậy chúng ta phải có những hàm sau đây. Để nhắc lại các bạn nhé. Thứ nhất là chúng ta cần cái hàm như thế này. Này, đầu tiên chúng ta mô tả cái hàm này, chúng ta đặt ở cái
chúng ta viết cái hàm này ở trên sân khấu, sau đó chúng ta cho copy sang con mèo, con mèo cũng cần có cần nó nhé. Đây thì các bạn chú ý, chúng ta cần hai cái hàm sau đây này nhé. À, trước khi tính hàm thì thầy cần cái thủ tục để tính cái tự động tính cái xlist và ylist, vì đây là cái tọa độ tâm. À, thì thầy biểu thầy làm trước đây. Bây giờ thầy cần một cái thủ tục có tên là init data, dùng để tự động khởi tạo cái bộ dữ liệu gốc ban đầu. Đây. Sau khi mà vẽ lưới xong này, vẽ lưới xong thì cái pen này nó gửi thông số là start này. Khi bắt đầu start thì sân khấu sẽ làm như sau. Khi mà nhận thông điệp start nhé, thì đầu tiên sân khấu sẽ làm sao? Sân khấu sẽ là init data. Đó. Init data dùng để khởi tạo cái bộ dữ liệu ban đầu và dùng mãi mãi như sau. Thì bây giờ thầy mô tả cái dữ liệu này nhé. Đấy. Thì cái init data dùng để mà tự động tạo ra ba cái bộ dữ liệu, là dữ liệu là xlist, ylist và xylist. À, thì bây giờ làm ngay bây giờ nhé. Thì đầu tiên là như sau. Đầu tiên là cái lệnh là xóa. Xóa đây là bài chết này. Xóa đây. Xóa đi của chúng ta lại này. Xóa đi cái ylist này. Và xóa đi. Xóa đi cái gì? Xóa đi cái xylist. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ thầy sẽ cần thêm các bia để mà tạo các cái bảng này. Thầy cần thêm biến nhớ nữa để mô tả. Thông thường thầy dùng cái biến nhớ là x để mô tả cái tọa độ x thì khi thầy nhấn chuột trên màn hình, và một tọa độ thứ hai là y làm tọa độ của cái y của cái vị trí dãy số trên màn hình, thầy nhấn trên màn hình. Cái này là dùng để nhé. Rồi thì bây giờ thầy bắt đầu đi từ dưới đây này, thầy tính xlist trước nhá. Xlist này thì ban đầu thầy sẽ đặt xy nằm ở đây này nhá. Bây giờ thì làm như sau này, thì cùng các bạn làm nhanh nhé. Bây giờ thì đặt đầu tiên thầy sẽ đặt là x là đặt là bao nhiêu ở đây này, thì tính cái này là cái đầu tiên này nhé. X này là cái chỗ vị trí này là -180 đúng không, cộng thêm một nửa, chỗ này là một nửa của cái ô của chúng ta, tức là cộng thêm là d chia 2, cho nên cái này sẽ bằng bao nhiêu, cái này sẽ bằng như này, cái này nó sẽ bằng là cái phép cộng. Đấy. X gì là thầy tính là cái này nhé. X gì là bằng là -180 và cộng với gì? Cộng với d chia 2. Đây, cộng với d chia 2. Thấy không nào? Nhưng mà đây chỉ là vị trí đầu tiên đấy. D chia 2. Đây là cái vị trí đầu tiên, mình là x gì này, mình thì cần tính nốt y này. Y cũng có bằng thế, y cũng bằng tương tự. Là y là giống nhau. Được chưa? Y là giống nhau. Rồi, thế bây giờ thầy bắt đầu tính này. Thật ra thầy tính x trước thì y sau. X thì tính thì thầy đưa vào cái xlist. Còn cái y dùng tính để đưa vào cái ylist. Ở đây thì làm bao nhiêu? Thầy ở đây nhé. Thầy làm như sau này. Cần phải, cái lưới là tổng quát n mà. Cho nên thầy phải nạp cái tọa độ tâm của cái ô lưới này là nạp n lần. Như vậy sẽ phải dùng cái lệnh gì? Dùng lệnh là repeat n lần. Đây. Đấy, repeat nhé, n là thì như sau này, mỗi lần như vậy thầy làm như sau. Đây thầy bổ sung chính x này, bổ sung x này vào xlist x này, bắt đầu x là nằm ở đây nhé, nằm ở đây này, có thể nằm ở đây này đó, thì bổ sung vào xlist đây. Sau đó thầy tăng x lên đoạn lên đoạn bằng d ở đây, tăng lên d, nhưng mà thầy sẽ gì? Thầy sẽ trên x by d và lặp n lần. Như vậy sau cái lặp này này, sau cái lần này là cái bảng này là cái dãy này là được tính xong. Bây giờ làm tiếp tục sang y đây, mà cũng như vậy thầy lặp n lần.
đây nhé. Cô hình như vậy là một chiếc ở đây này, nhưng khác ở đây không được hội xì mà là y. Thì bỏ cái này ra, bỏ cái kéo cái y vào. Ở đây nó sẽ là gì? Đây nó sẽ là y list và đây là y đó. Như vậy là cái đoạn này này, cái đoạn này là thầy nạp dữ liệu tự động cho cái dãy x list. Nhớ lại là chính là cái tâm này, là chỗ x của trung tâm này. Đấy. Độ dài của nó là n. Còn cái chỗ này là tính cái độ dài của cái tâm của cái tọa độ y của cái dãy y list cũng lại có lẽ n phần tử. Và cuối cùng thầy nạp cho cái cuối cùng bây giờ thầy nạp cho gì? Thầy nạp mà cho cái dãy x y list mà không hết. Nhá, thì như sau. Thầy cho nó là nạp nó là n bình phương phần tử. N bình phương chính là hai vòng lặp lồng nhau cũng dễ, hay là không cần, hay là thế này thôi, hay là thế này cũng được. Repeat là n nhân n, thế là n bình phương đúng không? Đây n nhân n, ban đầu của cái lưới chúng ta là rộng, cho nên thầy chỉ việc là gì? Thầy chỉ việc là s không không nhé vào cái dãy là x list. Đó. Như vậy là xong cái lệnh này thì là internet data này là xong cái bộ dữ liệu ban đầu. Thầy thử cho bạn xem nhé. Đây thầy thử cho bạn xem này. Thầy cho n bằng 8 này. Enter này. Đấy, thầy xem thử nhé. X list này. Đấy. Nó là cái này. Đấy, nó hơi là lẻ một tí. Đấy, nó làm từ đây này sang đây này. Đó. Được chưa? Elix này. Đấy, nó cũng không còn giống bên này này. Còn đây là x elix này. Không hết này. Đâu như đây. Không hết. Bắt đầu nhé. Thì lát nữa thầy bắt đầu thầy kiểm soát. Cái số 1 này chính là cái ô này này. Ô số 2 chính là cái này. Thầy sẽ kiểm soát cho mèo, mèo nó sẽ nhảy vào đây. Khi mèo nó nhảy vào đây này thì ô này nó trở thành 1. Đấy, thầy sẽ kiểm soát cái chuyện đó nhé. Như vậy là đây chính là cái bộ dữ liệu để mô tả dữ liệu trên cái lưới rất quan trọng. Đấy, các bạn nhớ nhất cái này là thầy đóng lần là các bạn sẽ nhớ mãi nhé. Rồi, thế bây giờ thầy quay sang thầy mô tả hai thủ tục chính mà chúng ta sẽ cần nói lần nữa đấy. Này, thầy ghi vào đây nhé. Một là cái thủ tục gì là cho trước cái p post, cho trước cái p post và tính x index y index đây thầy. Thầy tạo một cái thủ tục nhá. Có tên là thầy đặt tên là calculate nhé. Và đầu vào của nó là gì? Đầu vào của nó là p post, cho trước cái vị trí trên lưới, tính từ 1 đến n bình phương và tính gì? Và tính cái ô lưới là ô lưới, tính cái x index và y index. Đây, tính cái x index và y index, tính cả x post và y post. Đó, tính tất cả cái này nhé. Rồi, làm như sau này. Cái này các bạn nhìn lên với p post là 1 thì là cái này 2 3 4 là như này. Thì cái làm như sau nhé. Thì cái x index là như sau, tính dễ dàng tại cái này ta hiểu ngoài những cái x index là cái gì? X index là cái gì? Là cái chỗ này khó một tí, hơi khó một chút thôi, nó không phải là quá khó quá, là cái thực tính nhất là cái này nó phải là một thực tính cái số dư của nó, cái phép là cái thương số của cái p post để chia cho n nhé. Sau đó thầy làm tròn lên. Cái này chính là cái này nó chính là thầy lấy nó là chính là cái phép chia này này, phép chia của p post bằng 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 ở đây bằng 9, nên nó là hàng thứ 2 rồi, nhưng mà đây nó chính là nó chia cho n, nhưng mà sau đó nó phải làm tròn lên chứ không phải là để chia cho n nhé. Nếu p post nhỏ hơn bằng n thì nó sẽ là 1, p
từ một lối lớn n thì nó sẽ là 2 3 4 cho đến tận đây, nhưng mà nó chính là cái đại diện sau khi làm tròn lên. Thì ở trong Scratch có một lần nó có cái hàm làm tròn lên là cái hàm này, cái hàm làm tròn xuống là tôi biết là hàm floor làm tròn xuống, còn hàm ceiling là hàm làm tròn lên. Ở trong kinh học các bạn sẽ thấy là hai cái hàm này rất hay dùng, hàm làm tròn xuống một cái số thực và làm tròn lên, thì ta dùng cái hàm làm tròn lên. Đấy. Nhưng mà đấy. À đây không phải chia này. Chứ cái này nó là cái y cơ, chứ nó không phải. Cái này là x gì, tôi có x gì không phải cần. X gì là cái này này. Đây là cái y cơ. Đây chính là cái y. Thầy vừa nói cái này chính là cái y. Index là cái đó. Index nó chính là cái này. Đấy. Còn x index thì không phải. X index là cái này này. Thế đó là cái số dư cái bút chia cho n. Rồi không phải. Đấy em nhìn là cái này này. Nó là cái hàm mà mod của p bút chia cho n. Đấy. Nhé. Chia cho n. Số dư. Thì nếu số dư đây là 0 thì nó chính là n, chứ chúng ta thể là có thêm nếu số dư bằng 0 thì nó là làm là nó làm là ví dụ là p bút bằng n thì x nó phải là 1 nhé. Và lấy số dư thì nó là chúng ta hơi khó một tí. Nếu số dư nó là 0 tức là p bút chia cho n thì giá trị này nó mà không đúng, nó phải là n. Cho nên ta làm như sau, ta có thêm một cái điều kiện nữa như sau. If các bạn nhớ thôi, cái này đúng là hơi khó mà toán học một chút, chúng ta chưa quen. If làm này các bạn nhớ, if index bằng 0 ở phía trên đấy, tức là nếu mà x index bằng 0 nếu pivot chia cho n thì ta đặt cái này bằng n. Đấy. Còn nếu mà còn index thì chính là thương số chia cho n. Đấy. Đây là lấy hàm làm tròn lên. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tính được cái x post và y post rất đơn giản. Ta tính là x post là cái tọa độ cụ thể tại cái điểm tâm. X post và y post như sau. Này các bạn nhớ nhé. Là như này này. Chúng ta lấy ra cái tọa độ của cái x list và y list. Đây. Mình lấy như nào? À, lấy theo cái này, lấy theo cái x index và y index. Y index lấy ở đây. X index lấy ở đây. Thì đây chính là cái hàm như sau. Đây cái hàm nhất chúng ta cần phần làm là cho trước cái p post. Tính gì? Tính x index, tính y index, tính x post và y post. Tức là cho trước vị trí thì cho trước vị trí là 10 chẳng hạn, thì ô số 10 là ô nào? Ô số 10 là ô ứng với cái chỉ số x là cái này, số y là cái này, và ô 10 đó nó có tọa độ tâm là x y là đây. Đó, thì đây chính là cái hàm rất quan trọng luôn. Và cái hàm này chúng ta sẽ copy sang cả mèo, mèo cũng phải biết, ta copy luôn sang cho mèo, mèo cũng cần nó. Ai cần cả. Bây giờ thầy làm sang hàm thứ hai cũng rất quan trọng, cho cần nhớ hai hàm thôi. Hàm thứ hai là hàm này, chúng ta làm hàm thứ hai. Cái hai hàm này là hai hàm rất cơ bản của phần này. Hàm thứ hai là hàm cho trước tọa độ x y, thì đặt tên là calculate x y, tính cho x y, đầu vào của nó là x, đầu vào của nó là y. Tức là cho trước tọa độ của một điểm và kiểm tra xem cái điểm này là ta nhân chuột lên màn hình này thì nó là ứng cái ô nào, cho trước x y và tính gì, tính p post
cho trước cái x với y này, và tính như gì? Tính tính như sau. Tính đây, tính p post là 1, index là 2, tính x post và y post là 3. Đấy, chúng ta làm hơi ngược lại một chút nhá. Đấy. Thì làm như thế nào? Đây đây thầy làm lượt cho các bạn nhớ nhá. Cái này thầy làm một lượt và chúng ta sẽ nhớ lại, và ngay bây giờ chúng ta sẽ có cách, chúng ta sẽ ra có hưởng ngay là hưởng thụ ngay kết quả của nó nhé. Thì đầu tiên là ta đây là đầu tiên là như thế này nhé, chúng ta sẽ tính cái em đây cái tính cái em khi em x index là cái gì, là tuần x đây này. X ở đây thầy phải cộng thêm cái 180 này, thầy chia cho d thôi là ra, làm tròn lên thì làm như thế. Thì bây giờ các bạn gọi thì được nhớ đấy, về các bạn về nhà các bạn sẽ suy nghĩ thêm, các bạn sẽ hiểu x index nhé. Thì viết luôn này, x index bằng cái này, thầy sẽ lấy như sau. Đây là phải cộng luôn nhá. Thầy sẽ lấy là x gì, là cái đầu này, thầy lấy cái x gì này cộng với 180, là cộng vào cái chỗ này này, nhớ thì đó mới ra được cái thì đến lại trừ 80 mà thầy phải cộng vào thì nó mới thì nó ra đúng ở chỗ đúng cái vị trí của nó, tốc độ của nó so với cái điểm này đó. Cái này thầy chia cho d đây này, chỗ này thì chia cho d, sau đó thì làm tròn lên đây, thì dùng cái hàm là ceiling làm tròn lên. Cái này hơi khó một tí đối với các bạn hơi khó một tí đấy, thì đưa vào đây. Tương tự như vậy thầy làm đối với y index nhé. Index thì ở đây nó sẽ là y, bỏ cái này ra nó sẽ là y. Nên các bạn làm một lần các bạn nhớ thôi, cái này các bạn làm mãi thì sẽ nhớ ra rồi nhé. Sau đó thì thầy tính x post và y post thì giống đây này nhé. Đây thì tính là x post y post, copy cái đây ra. Vậy tính được x index, index thì tính x post và y post. Sau đó thì tính tiếp cái p post, nhắc lại cũng rất quan trọng. Để muốn được bằng cái gì, nó bằng như sau này. Biết cái này thì biết cái này rồi, ta tính đơn giản thôi. Tính cái này rồi ta có này, ta có nó sẽ bằng là gì, bằng đây nó sẽ bằng cái này thầy cũng đưa các bạn công thức, các bạn sẽ nhớ thôi. À, như sau nhé, nó sẽ bằng như sau, nó sẽ bằng là n nhân đây hơi dài hơi là nhằng một tí, chúng ta chịu khó nhé, làm lượt cho ta nhớ này nhé. Nó sẽ bằng như sau này, nó sẽ bằng n, đây là n n nhưng index trừ đi 1, y index trừ đi 1. Tất cả cộng với x index. Thì cái này chính là lệnh pivot đây. Mà cuối cùng thầy cho thêm lệnh nữa ở đây là gì? Là nếu mà x in nằm ngoài cái ô lưới này thì ta bỏ qua, thì ta đặt đây. Thầy làm thêm lệnh nữa như là if, cho trọn vẹn cái vào cái bài của chúng ta, trọn vẹn nhé, đây hoặc hết nhé, có ba cái hoặc. Một hai ba bốn đúng không? Đấy, như sau nhé, nếu mà hoặc cái gì, hoặc là x gì tối chỉ mà nhỏ hơn trừ 180, chúng ta không tính, chỉ nhỏ
lên là âm 180 mà x trừ bên này ta không tính từ nhanh đây không đúng này nhé, không tính này, hoặc là x gì lớn hơn 180 cũng không tính. 180 tức là x nằm ra bên ngoài này này. Bên ngoài này cũng là không tính. Tương tự như vậy với y, thì thầy sẽ đưa cái này vào. X nhỏ hơn âm 180 một cái nhé. Một này, hai này, tiếp theo đây sẽ là y này, bỏ cái này ra là y này, y nhỏ 180 và y lớn hơn 180, đâu rồi, đây, y lớn hơn 180 cũng như vậy, giờ chúng ta bỏ qua, ta không tính, nếu y nhỏ hơn lớn 180 và nhỏ hơn 180 thì nếu như này thì chúng ta sẽ coi như là không có điểm P post nữa, sẽ đặt là P post bằng 0. Đấy, như vậy chúng ta có cái đề rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cái này copy cho anh này. Rồi thế bây giờ như vậy chúng ta cái hàm này các bạn nhớ thôi, cái hàm rất quan trọng, nhớ lại là cái hàm calculate là từ P post tính x index x post export và e-post nhé. Ngược lại cho x và y đây là tọa độ của một điểm trên lưới, chúng ta tính x index e-index export e-post và p-post đó. Rồi thế bây giờ thầy sẽ làm như sau này, thầy vừa làm như sau nhé, thầy sẽ làm như sau này. Bây giờ thầy sẽ bài tập bài số 1 này, thầy sẽ biệt lưu lại cho bài hôm nay không quên mất. Hôm nay là cái gì? Hôm nay là Phật nào cao nhiều quá, có nhiều cái thư mục quá, cứ loạn hết cả lên sách này. À, tập huấn nhá, hôm nay này, hôm nay là cái B mấy nhỉ? Hôm nay B11 nhé. Đây là thầy tự viết, đây là bài 1 ngày hôm nay này, bài 1 nhé. Rồi, bài 1 là như sau này. Bài 1 là sau khi làm xong rồi thì thầy khi thầy nhảy chuột ở đâu thì con mèo sẽ nhảy vào đấy. Kêu mèo, được chưa các bạn? Rồi, thầy lập trình cho mèo này. Đây là mèo nhé. Mèo sẽ chờ chúng ta nhảy chuột lên màn hình thì mèo sẽ xử lý. Đây, bây giờ mèo này nhận về này. Ở đây nhé. À, thế bây giờ chúng ta sẽ xử lý như sau này. Ban đầu này, khi bắt đầu vào chương trình thì mèo sẽ ẩn đi và chưa xử lý gì cả, mèo ẩn đi nhé. Được rồi, ẩn đi và chúng ta cho mèo nó nhỏ đi, tí nữa nó bé đi để cho nó chui vừa vào cái ô này được, bây giờ nó đê mà nhé. Thì thầy làm như sau này, để kích thước của con mèo đây là 96 là 101 này, được chưa? Thì muốn cho nó bé lại nhỏ hơn d thì làm thế nào? Thì chúng ta là như sau, chúng ta sẽ dùng cái lệnh là set, được rồi, look và set size của nó này, của nó là hiện nay là 100%, muốn cho nó bé lại và nó phải nó bé lại và nó nhỏ hơn d thì làm như nào nhé? Hiện nay 100% của nó là chính là 100, cho nên là muốn cho nó d, cho nhỏ hơn d thì thầy làm như sau, thầy cho nó là d nhân với, ví dụ thầy cho d, vì bản thân con mèo này nó là bản thân nó là 100 rồi này, 100 rồi này, 101 coi như quanh là 100 nhé. Vậy là đúng rồi. Như vậy đây sẽ là d nhân với ví dụ như là 3/4 chẳng hạn. Để vào đây này. Đấy. Thử các anh em thử nhé. Chạy thử nhé. Ẩn rồi nhé. Bây giờ nhầm n này. Ẩn rồi nhé. Đâu, chị vẽ lưới à? Đâu nhìn thấy vẽ lưới chưa? Nhìn nhít nét ra. Vẽ lưới đi rồi, nhìn nữa còn lại nhé, n này chỗ nào nhỉ,
Vẽ lưới. Start nhé. Thầy bị lẫn lộn như nào nhỉ? Start nhé. 2. Đây là set size. Sao nó không vẽ được lưới nhỉ? Nhịp data đây rồi. Cho nên bị lẫn lệnh ở đó thôi ra. Lần đầu. Mèo đây. Lạ nhé, N này. N này bằng 8 này. Thế giờ đúng rồi, nhá. Rồi, thế bây giờ thầy làm này. Bài đầu tiên này, thầy nhánh chuột lên đây. Lên lưới. Thì này, mèo nó sẽ nhảy vào đấy. Nhảy vào ô lưới đó. Thế giờ thầy làm này. Cái lệnh mà gõ lên lưới là lệnh gì? Không, tôi cho con đây. Ở bên này mình nhìn rõ. Ở bên này có cái lệnh là đây này. When stage click. Đó. Khi mà mình mà click chuột lên một cái ô lưới nhé, lên màn hình thì cái sự kiện này được khởi động. Sau đó thầy sẽ tính ngay. Đây, sau đó thầy sẽ tính luôn thầy làm như thế nào, thầy sẽ tính luôn cái tốc độ của cái con chuột ở đó. Thì cái tính luôn là x bằng x. Đây là y là cái gì? Đây là mao x, đây là mao y, cái tốc độ của con chuột đây. Đây. Được chưa? Khi mà bấm vô thì là tính thử nhé. Đó. Được chưa? Thì sau đó thì tính sau, sau đó thầy sẽ tính hàm này, thì tính calculate xy đây. Đấy. Tính được cái hàm này sẽ tính được cái đây. Tính được lại đây là xy này. Y. Được chưa? Đó. Thì bây giờ nếu mà ta ở đây cái hàm này sẽ tính được gì, sẽ tính được cái sao, sẽ tính được là p post đây này, p post và x index index x post y post. Vậy nếu p post lớn không thì ta sẽ cho mèo xuất hiện ở đây nhé, tính được rồi nhé. Và chúng ta cho kiểm tra này, nếu mà p post lớn không thì chúng ta nháy đúng ở bên trong. Còn p post mà không là ta nháy ra bên ngoài này thì không tính. Bên trong thì chúng ta như sau, chúng ta sẽ cho mèo meo meo và mèo nhìn nhảy vào luôn. Đây ta cho mèo này, chúng ta sẽ cho mèo được mèo này. Đây mèo nhá. À không được. Lớn không thì chúng ta sẽ gửi thông điệp cho mèo. Đây mèo nhảy được, chúng ta gửi thông điệp cho mèo. Đây. Broadcast là mèo này. Mèo nhảy vào ô đi. Đấy, nhảy vào ô thu được cho mèo nhé. Vậy là tức là khi tôi ta nhảy chuột đúng rồi đấy. Lại bị lỗi này, làm lại này. Đây nếu mà đây tôi ta nhảy chuột lên màn hình này đúng không, lên sân khấu này, tính xy này, tính calculate xy này, thì tính được tính được p post mà lớn không, người ta gửi thông điệp mèo nhảy vào ô đi. Và mèo đây, mèo khi mà nhận được thông điệp nhảy vào ô đi thì mèo sẽ làm sao? Mèo sẽ di chuyển go to xy đến cái vị trí gì? Đến cái vị trí là x post y post, ta vừa tính rồi, x post y post, và mèo kêu meo meo. Và làm thử nhé. Đấy. Chúng ta thử ta biết ngay đây mà. Ở đây nhé. À, quên mất. Mèo chưa hiển thị. Mèo lúc việc mèo nó mới hiển thị nhé. Show. Đúng không? Bắt đầu này. N này. Đây là 8 này. Này. Ở đây là chúng ta xuống dưới này này. À, mình tính sai.
À, chúng ta làm không đúng, chúng ta chỉ lại xem chỗ này là sai, à chỗ này là sai, là cái dãy x và y lít bị sai. Bây giờ thầy kiểm tra lại sẽ sai ở đâu nhá. Thế thầy vào đây thầy kiểm tra. Đó, vào đây đúng rồi đấy, đây là chỗ init data này nhé. Đầu tiên là x bằng -180 cộng d trên 2. Đây -180 đây. Đây là d mà cộng d trên 2, đúng rồi này. Ở đây là x đúng rồi, về y về cái độ y bị sai thì kiểm tra y bị sao, y bị sao sai nhé. -180 d trên 2. E. E by trên E by D sao nhỉ? Một tấm cũng đưa chị hai. Đây thì kiểm tra một chút đúng nhá. Cái E ra kiểm tra E nó như nào? E đây rồi. E đây. Đúng rồi, sao sai này nhỉ? Thì hôm nay sai đâu nhé. Đây, để đợi thêm một chút. Thì kiểm tra cái hàm này. Xem cái hàm export import. Đây. Chế D. Export đây. Sai nó cũng tung rồi. Ở đây này. Như vậy là nó sai. Để kiểm tra một chút nó sai như nào nhá. Để một tí thì kiểm tra lại thì xem nó sai chỗ nào, thì kiểm tra một lúc bị y index này và x index. Tám đúng rồi. 1 1 1 8 đúng. Cái hàm này là đúng này. Đúng này. Đây là cái tọa độ x y, và cái chỉ số x y của các hàng cột đây. Đây là 1 1 này. Ở đây là y 1 2 được 2 1 này, 3 1 này. Như vậy là đúng, như vậy chỗ cái chỗ này vẫn đúng, như vậy sai ở chỗ này thôi. Sai ở cái x list và y list thôi. Hiện kia dễ sai lắm các bạn ạ, để các bạn cùng mình thầy kiểm tra một chút cái đợi kia thầy kiểm tra nút xem là cái pivot có bị sai không nhá. Pivot đây, đây. Ở đây là 1 này. 64 này. Đúng rồi. 63 này. 62 này. Đây là 8 này. 9 này. Pivot đúng này. Thì đúng rồi nhá. Như vậy nó sai ở chỗ này thôi. Nó sai ở cái tọa độ này. Như vậy nó sai ở chỗ nào? Như vậy là x thì chỗ y nó bị sai, y post thì bị sai. Y index 6 đúng rồi. Như vậy nó bị sai ở cái hàm y list này.
Các em thân nhau đúng không? Thầy mình chờ một chút nhé, cái này tôi gọi đợi thầy mình tí. Hoàn toàn chính xác. Hai bên này là giống nhau là đúng rồi này. Không không bị sai. Nó sai ở đâu nhỉ? Sao nó đứng ở đây nó không nhảy lên trên này? Nó không nhảy theo y, nó cứ nhảy theo y, nhảy theo x thôi. À đây, úi dồi, thằng nào, đây là y post chứ. Rồi, chắc là đúng rồi đấy là thầy bị lỗi cái gì đấy. Nào dập lại nè. Đây export nhầm đây là import. À, làm lại nè, tự bay là cái bị bắt đầu đúng chưa? Đúng rồi, như vậy là chúng ta đã kiểm soát được cái ô lưới. Khi chúng ta nhảy chuột vào đâu thì con mèo nó nhảy tới đó luôn. Và con mèo làm như sau là khi chúng ta nhấn chuột vào ô lưới này thì đây là nhấn vào trên cái ô lưới thì cái hàm đây cái hàm calculate xi nó sẽ tính đầu vào là tọa độ của cái điểm nháy trên của con chuột và đầu ra là e post là p post là cái hàm này là cái hàm này đó rất quan trọng nhé. Và tính được nó tính được p post, tính x index, y index, x export, import và mèo sẽ chỉ việc nhảy lên thôi. Mèo dùng lệnh này là xong. Đấy, đó là bài số 1 nhé. Đây là cái bài đầu tiên. Nhưng bài này vẫn chưa dùng gì đến cái dữ liệu là xinis. Bây giờ thầy sẽ làm bài tập số 2. Bài số 2 là như sau này. Bài số 2 là như sau. Là khi chúng ta nhảy chuột lên màn hình, lên lưới thì con mèo không xuất hiện nữa. Và bây giờ là quả bóng xuất hiện. Bây giờ thầy sẽ cho đây vào quả bóng. Nó xuất hiện với những màu sắc khác nhau và khi bấm lần thứ hai lên cái ô lưới đó thì quả bóng khi mà bấm trên ô lưới ô này rỗng thì mới hiện bóng, còn ô này không rỗng thì không hiện bóng nữa. Như vậy là chúng ta kiểm soát được cái ô đó là có dữ liệu hay chưa. Nhưng bài số 2 này mới là cái bài mà chúng ta đã bắt đầu xử lý được dữ liệu. Vì thầy làm bài số 2 nhé. Bài số 2 thầy tạm thời thì không dùng con mèo nữa, thầy để con mèo ở đây, thầy đóng lại, thầy bỏ đi như này. Thầy không dùng con mèo nữa nhé. Thầy để nguyên con mèo ở đây và thầy chuyển sang cái bên này. Đấy. Quả bóng đây nhá. Bắt đầu xử lý quả bóng này. Thì như sau này thì ban đầu khi bắt đầu chương trình thì thầy cho quả bóng nó ẩn đi. Cho quả bóng nó ẩn đi và thầy đặt lại cái thước của bóng cho nó đúng, cho nó vào bên trong lòng cái ô. Thì cái bóng này là nó là 46 này. Như vậy là 46 này là ứng với là 100%. Được chưa? Thế bây giờ thầy cần phải tìm cái phần trăm làm sao đó để khi mà nó hiển thị thì nó phải nhỏ hơn đây. Thì làm như sau nhé. Đây là thầy chỗ này thầy đặt cái sau này. Thầy đặt cái set kia mà phần trăm là như sau nhé. Một là 46 thì là 100. Thì như vậy là muốn là D thì là bao nhiêu? Thì như này. Đây thì làm như sau nhé. Thì đặt thì phải lấy là 100 chia cho 46 thì ra cái thì ra là mỗi một cái 46 thì là vì là 46 ứng 100 nhé. Sau đó thầy nhân cái này với D thì ra khi nhân cái này với D, nhưng mà nhân thêm một lần nữa, nhân thêm với D đây, thầy nhân thêm với D là cái độ cái ô vuông của nó, cái kích thước lên của chúng ta
sau đó thầy phải nhân thêm một số nhỏ hơn 1 để nó đúng ra nó nhỏ hơn. Thầy phải nhân thêm một số nữa, ví dụ nhân thêm một số là 3/4 chẳng hạn, thì nó sẽ bảo đảm rằng là cái bóng là nó sẽ nhỏ hơn 3/4 cái ô lưới này. Đấy, cái ô này thầy đặt ở đây nhé. Đây. Đó, được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy bắt đầu chương trình này, thầy làm lại cái lệnh này như này. Đó, đây nhé. Đây. Đây. Khi thầy nháy chuột lên màn hình thì bỏ cái này ra, cái này để lại nhé. Thầy bỏ cái này ra chứ, đúng không? Bây giờ nhá, đây. Khi nháy chuột lên ô lưới này trên màn hình này thì thầy bắt được cái tốc độ của cái con chuột này. Tính như PPOS này. Được chưa? Đấy, và bây giờ thầy kiểm soát nhá. Nếu mà dữ liệu lưới là đang rỗng thì mình nhét cái này vào, không thì thôi. Đấy, như vậy là mình kiểm soát đây, kiểm soát dữ liệu của trên lưới đây. Nếu đấy, nếu nhé, nếu mà dữ liệu trên lưới mà là rỗng ấy, đây, nếu đây, thế nên là cái các bạn nhớ lại nhé, là chính là cái này. Thì bây giờ thầy dùng cái dãy xylit đây nhé. Đây. Nếu mà đây, tức là xylit là chính là cái dãy n bình phương phần tử mô tả từng vị trí của cái lưới của chúng ta là bằng 0 thì là rỗng, lớn 0 bằng 1 thì là rỗng. Nhưng mà chỗ này là cái gì? Chỗ này chính là PPOS đây. Nếu mà vị trí PPOS của xx bằng 0 đó thì chúng ta sẽ đẩy quả bóng vào và thầy muốn đẩy luôn cái gì? Thầy để luôn là cái màu sắc của quả bóng này nhé. Thầy đặt tên ở chỗ này, ngay chỗ này thầy đặt tên, thầy đặt một thêm tham số nữa để mô tả cái quả bóng này là quả bóng làm màu gì. Thầy đặt tên là K, là cái bình nhân tổng thể nhé. Đó, thì nếu mà nó là khác rỗng thì sao? Thầy sẽ đặt luôn là thầy cái color thầy set bằng bao nhiêu, vì thằng này nó có 5 trang phục, đây này, 5 trang phục từ 1 đến 5 nhé. Cho nên là cái color này là cái đặt cái màu sắc cho cái thằng này này là từ 1 đến 5 đây. Đây là pick random từ 1 đến 5. Và thầy nếu mà dữ liệu trên lưới mà bằng 0, đây là 0 nhé, thì set nó bằng, thì đây dùng lệnh này ở trên dữ liệu trên cái lưới, dùng cái lệnh là replace. Đấy, replace item, đây replace cái item PPOS đang là 0 nhé, thì replace trên cái phần tử PPOS của cổ lưới bằng cái màu là color, đây bằng cái màu là color. Đấy, bằng cái màu là color, và ở đây thầy sẽ gửi thông điệp cho bóng, gửi điều cho bóng, bóng vào đi. Vào đi nha. Bóng vào đi. Đấy, và bây giờ bóng nhận được đây. Đấy, nhận được kia, nhận được thông điệp là bóng vào đi. Bóng vào đi thì bóng sẽ là chữ đầu tiên là bóng là hiện đã này. Show này. Sau đó bóng là chuyển màu này. Chuyển màu sang cái màu là color này. Sau cái màu là color này. Đó. Và go to đến vị trí đó. Go to đến vị trí là export epos. Phần mà ta vừa tính bắt một lợi cho đấy. Là export. Này dễ nhầm lẫn lắm. Export epos. Đấy. Và với màu sắc là khác nhau. Thì thử lại nhé. Đây. 8 này. Kích này, thấy nó vào chưa? Đấy, màu nó đổi màu đúng không nào? Đấy. Và đây chính là bài lên, đây chính là bài số 2 nhé. Mà này là cái bài số 2 của hôm nay là gọi là thầy viết là bài 2. Bài 2 rất quan trọng. Được chưa? Cái này các bạn ở nhà các bạn sẽ hiểu ngay. Thế bây giờ tại sao là bài số 3 khó hơn? Bài số 3 bây giờ là sao? Cái bài số 3 này là không phải là một bóng mà thầy muốn cho nhiều quả bóng nhảy vào.
thì mới dùng clone. Dùng clone tức là bóng bây giờ là khi nhánh chuyền vào thì nếu mà rỗng thì bóng sẽ nhảy vào, nhưng không phải nhảy vào là bóng của bộ thật mà nó là một clone của nó, clone với cái màu sắc mà tao vừa mới làm. Nhưng mà sửa lại chỗ này một tí nhé. Thì như sửa như sau này, bài này tên là bài số 3 của ngày hôm nay nhé, là đây là bài 3 cái quan trọng, bài chính của buổi hôm nay nhé. Là một trò chơi là thầy sẽ kiểm soát được ô lưới này, thầy nhấn chuột vào thì nó hiện bóng với màu sắc là ngẫu nhiên, nhưng mà là bóng này là clone. Rồi như sau này nhé, thì thầy sẽ làm như sau, thầy sẽ phải đặt tên như sau này, thầy sẽ đặt tạo bóng ở đây, thầy tạo một cái biến nhớ riêng để mô tả cái clone cho bóng là ID. Nếu ID bằng 0 là nhân vật mẹ, còn ID mà lớn không thì nó là nhân vật clone và nó nằm ở đó ở trên lưới và nó có màu sắc là chính là ID. ID chính là cái màu sắc của bóng nhé. Ok rồi. Đây, thầy thích nữa thì thầy sẽ thấy được, thầy làm chúng ta là ID đấy nhé, có thể thêm cái post nữa cũng được, thêm đi cho nó vui đi, đặt tên là post ID là cái vị trí ở trên lưới nhé, vị trí lưới. Như vậy ID là ID thì là màu sắc, còn post ID là vị trí trên lưới, được chưa? Rồi thì như sau nhé. Cái này thầy xử lý sau chỗ này nhé. Ban đầu đặt như thế này nhé, và đặt ID bằng 0. ID bằng 0 là của nhân vật mẹ. Đặt cái p post ID bằng 0. P post ID được rồi. Post ID bằng 0, được chưa? Rồi, thế bây giờ khi mà mèo đây rồi, khi mà đây, ok mà thế thôi. Đây này. Khi chúng ta nhánh chuột lên lưới này, kiểm soát nếu mà cái vị trí hiện thời nhánh vào của xlist bằng 0 thì đặt color là như này và replace cái này bằng with color và gửi thông điệp là bóng vào đi, nhưng bóng bây giờ ta clone. Đấy, ta xử lý cái này nhé, cái này ta bỏ đi này, không dùng cái này. Rồi ta bỏ đi nhé. Đây, cái này lần này sẽ áp dụng cho nhân vật mẹ thì như phải như sau, chúng ta sẽ làm như sau là nếu chỉ cho mẹ thôi, cho nên là nếu mà ID bằng 0 thì mới làm ID bằng không tôi không vào. Nếu mà cái ID của nó là như là riêng nhé, ID này bằng 0 người ta xử lý thì xử lý như sau này. Được rồi, chúng ta sẽ đặt như sau, chúng ta sẽ đặt là cái ID này sẽ là màu sắc của bóng sẽ được tạo ra, chính là color. Tiếp theo là vị trí, chúng ta đặt là cái post ID, chính là cái gì, chính là cái p post được tính ở phía ở chỗ này, tính ở lệnh này nhé. Đây sẽ là p post. Được rồi, p post, được chưa? Rồi sau đó là sẽ như sau. Sau đó chúng ta sẽ go to đến cái vị trí đó, go to trước thì chúng ta tạo ở sau, chúng ta tạo cái clone xong, go to đến cái vị trí gì, đến vị trí là x post và y post, x post và y post, được chưa? Sau đó là gì, sau đó là chúng ta sẽ tạo clone. Được rồi, trước khi tạo chúng ta cho nó gì, chúng ta cho nó ẩn lên, chúng ta cho nó là hiện ra chứ. Sure. Tạo xong thì ẩn đi, cho nó một cái cho nó thêm một cái box vào chỗ này hai một tí. Tạo xong rồi thì chúng ta đặt lại, phải đặt lại cái ID bằng 0. Được chưa? Đây chính là loại chương trình mới, là không phải là cái tôi có thể tạo ra nhiều bóng, nhưng mà nó là các cái clone. Các làm lại thử xem nhé. N18 này. Bóng ở đây này. Đấy, một cái đúng này. Đấy. À, tôi chưa chuyển màu, làm là
Chữ go to là ta vào chuyển màu đã nhé. Ta switch custom to color. Rồi. Lại nhé. Thì đặt lại là 10 cho nó khác đi nhé. Bé hơn nhé. Đấy nhé nào. Bấm lại đi đồng đồ này. Bấm lại đi đồng loan lên này. Đấy. Như vậy là lấy chúng ta đặt là kiểm soát dữ liệu. Lấy giống thì mới được đưa vào. Đây. Giống vào. Bấm ngoài là không được nhé. Bấm ngoài là không được này. Bấm trong này là bấm vào đây không được này. Đấy, bấm vào đây là không được gì. Bấm vào đây thì được. Thế như nào? Chúng ta thấy vừa làm được một cái chúng ta là một chương trình rất là hay rồi đấy. Nếu chúng ta thay cái hình của bóng này thành một cái hình tròn mà tròn trịa cùng màu thì đây chính là cái phần mềm, gọi là phần mềm vẽ. Chúng ta nhấn chuột vào vẽ thôi, chúng ta vẽ hình ở trên một lưới ô vuông rất là hay nhé. Thì đây là cái bài số 3, là bài chính của buổi hôm nay đây, rất là quan trọng. Cái bài này thì đặt tên lại là gì, là cái game, cái trò chơi nhé. Đặt lại tên cho nó hay, trò chơi kiểm soát tạo bóng trên lưới. Đấy, cái bài này là bài chính mà thầy vừa nói các bạn hôm nay nhé. Các bạn có hiểu thì không làm, bây giờ thầy cho các bạn nói chuyện một chút nhé. Không, các bạn không ai nói gì cả. Bây giờ các bạn nào muốn nói gì thì nói nào. Hỏi gì thì thầy cho xem nào. Được chưa? Thầy cho các bạn nói rồi đấy. Ai có hỏi gì thì thầy trả lời nào. Từ nãy giờ thì các bạn, từ nãy giờ thầy cho các bạn không được nói đâu mà. Nhưng mà chắc là cũng sẽ khó hiểu đúng không nào? Như vậy... gì cơ? Thầy ơi, cái bảng của con vẽ ấy là cái mấy cái ô lối này nè. Đấy thì cái bài này là cái nhau. Là cái ô vuông. Mẹ ảo tất đấy, đi tân mẹ nhà mày. Bé ăn rồi, mẹ nhà mày tao ra ngoài. Ai hỏi? Xem kỹ nhé, đây là cái đây là cái bộ dữ liệu chính này. Hai hàm chính, hai hàm mẹ nhà tao đây đi tân mẹ nhà mày. Từ bé ăn giờ thì mẹ nhà mày tao ra ngoài chưa đi nào. Này thầy cho em hỏi là tại sao em làm lệnh cũng y như thầy mà sao nó lại làm sao em? Em xem cái bóng lạ. Bóng à? Xem bóng cái này, bóng cái này. Bóng cái này thôi nhé. Chúng ta có 3 bài đấy cả. Bài 1 là mèo. Bài 2 là bóng một của bóng 1. Bài 3 là nhiều bóng ở trên một màn hình. Đấy. Bài 3 này là bài chính của hôm nay này nhé. Đó. Thấy không nào? Chuối. Thế thầy xem cái đoạn lập trình vị trí của cái bóng mà. Bóng này, ta xem bên này. Bóng này, vị trí này. Ý là cái của ta có lệnh trong phần sân khấu mà. Đây. Cái này là cái gì đúng không? Đây này. Dạ. Đây. Dạ, cho con xem toàn bộ cả cái bài ạ. Đây. Nhìn rõ chưa? Đây nhá. Dạ, vâng. Thế là con không cần mấy cái thủ tục, con chỉ cần là xem cái đoạn lập trình hình ở trong sân khấu thôi ạ. Đây, chỗ này đây nhé. Là when stage clicked ấy mà. Đây. Tức là cái đoạn khởi lệnh để đó. Đây. Đây là cái đoạn lệnh khi chúng ta nhảy chuột lên sân khấu thì nó sẽ nhé. Dạ. Mẹ ơi, cho em coi cái khối lệ bé ăn giờ thì mẹ nhà mày tao ra ngoài chưa bị đâu. Như này cháu xem gì nào? Dạ cho con xem cái calculator xa xem cái khối lệ calculator xa ở bên sân khấu rồi. À, là cái này đúng không? Là cái này đây gì? Phải cái này không?
nó có ba cái này, nó có một là cái init data này dùng để tự động tính được ba cái bảng chính là xlist, elist và xlist, xelist. Còn đây là mẹ con đây đi con mẹ mày, từ bé đến giờ thì mẹ mày tao ra ngoài chưa bị tao nào như này. Bạn nào mà nhà ai mà là cái cuối cùng á thầy, cùng đây nhé, đây này. Đấy, rất quan trọng luôn nhé. Cái bài này thầy gửi lên trên mạng, các bạn về nhà các bạn sẽ copy về và sắp kỹ lại. Đây là hai thủ tục rất quan trọng, hai thủ tục chính luôn đấy nhé. Được rồi thầy. Ừ. Hôm nay về thầy sẽ cho các bạn thêm một số bài tập của cái phần trò chơi này rất là hay nhé. Vì chúng ta hết thời gian rồi, chúng ta không còn theo nhau nữa thì các bạn thì các bạn cần hỏi gì các bạn cứ hỏi trên nhóm Facebook nữa, thầy trả lời cho nhé. Địt mẹ ảo thật đấy, địt con mẹ này, từ bé đến giờ địt mẹ này tao ra ngoài chưa bị tao nào. Thầy kích bàn phụ nhất đi thôi. Bạn nào? Bồ vàng hóa. Bạn chẳng hiểu không nhớ bạn tên là gì chẳng biết. Bàn phụ đức thầy. Phú Đức thầy ơi. Phú Đức ơi, tôi là phụ huynh của bạn Thái Lâm, đề nghị thầy kích ngay Phú Đức nhá. Có phải là Phú Đức không? Đúng rồi, tôi là phụ huynh của bạn Thái Lâm. Phú Đức là ai mà vào chỉ bậy tùm lum vậy? Thế à, đấy. Tôi là phụ huynh của Thái Lâm mà. Ủa? Tôi thấy Phú Đức vào chửi bậy tùm lum ở trong đấy. Không hiểu sao toàn bị vào những cái nick như này. Thì tôi sẽ đẩy Phú Đức ra nhá, vào lớp giọng xong sẽ biết rồi mà. Buồn cười quá nhỉ. Quá là buồn cười thật. Thì bài này là cái bài rất quan trọng, cái bài này là cái bài mà chúng ta học cách là tạo cái bộ dữ liệu để quản lý từng ô một trên lưới ô vuông. Và từ cái bài này chúng ta có thể làm được rất nhiều bài tập khác liên quan lưới ô vuông, liên quan đến các trò chơi học tập hay là các trò chơi vui vẻ hay là các cái chương trình phần mềm gì đó mà để nôm na là tất cả chương trình mà dùng để xử lý lưới ô vuông đều làm được bài tập này hết. Thì cái đề thi chung kết năm ngoái là cũng có là cái đề thi mà dựa trên cái lưới ô vuông này, các bạn nhớ chưa? Năm ngoái là có cái đề thi là cho cái các dòng chữ chơi nó rơi xuống từ phía trên đấy, cũng thông qua cái lưới ô vuông này hết. Chứ cái bài này là theo thầy là cái bài này rất quan trọng. Bài này rất quan trọng. Các bạn về xong kỹ lại nhé. Thì sau hôm nay thì tôi sẽ chúng ta họp nữa, nhưng tôi sẽ vẫn gửi các bạn số bài tập liên quan đến cái phần lưới ô vuông là lên trên nhóm nhé, chúng ta sẽ làm được chưa? Đấy, rất quan trọng. Cái thủ tục hai thủ đề là quan trọng nhất này, chúng ta sẽ phải lưu vào cho tất cả. Thầy phần mặt tả hình. Thầy cho em hỏi là giờ phải dùng sao? Khi nào thầy mới mở lại một khóa học lại như thế này được thầy? Em chào thầy ạ. Chào các bạn nhé. Em chào thầy. Khi nào thì có rỗi thì quay lại sau vậy, thì một phần đó nó không liên quan lắm đến các bài lập trình ở trên cuộc thi, không có, chỉ là cái phần vẽ nâng cao thôi. Thật ra cái phần phát đan là phần vẽ hoàn toàn lập trình vẽ nâng cao dành cho người lớn thôi, chứ trẻ con ít khi dùng. Thôi chúng ta nghỉ nhá.